1, 3, 2. Tiếp theo sau, cô xin mời các học sinh lớp 3-3 lên nhận phần thưởng. Cô xin mời em Phan Nguyễn Hồng Anh, em Nguyễn Ngọc Khánh Băng, em Nguyễn Phan Hồng Hà, em Bùi Thị Ngọc Hạnh, em Nguyễn Hoàng Lan, em Trần Hồ Trúc Quỳnh, em Hoàng Anh Thơ, em Phạm Ngọc Anh Thư, em Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, em